Hi, xin chào mọi người. Trong hành trình bỉm sữa của mình, chắc hẳn ba mẹ không ít lần hứng chịu những đợt bé đột nhiên biếng ăn, gắt ngủ, khóc lóc thất thường, mà đôi khi chúng ta chẳng thể nào tìm ra được nguyên nhân. Mẹ càng cố ép con ăn thì con lại càng chẳng chịu ăn, càng cố cho con ngủ cho đủ giấc thì bé lại chẳng thèm ngủ. Đôi khi nó khiến cho cả gia đình căng như dây đàn, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Nhưng các mẹ có biết không, đó có thể là dấu hiệu con đang ở trong tuần khủng hoảng Wonder Week đó. Vậy tuần khủng hoảng Wonder Week là gì? Chúng ta nên vui hay là nên buồn để đón những cơn bão Wonder Week đây? Hãy theo dõi hết video cùng với mình để tìm hiểu về tuần khủng hoảng thật là chi tiết, những cái mốc giai đoạn khủng hoảng và để có cái nhìn mới về những kỳ con cuối khóc lóc biếng ăn này nhé. Wonder Week thì thường kéo dài bao lâu? Với bất cứ một em bé bình thường nào thì trong vòng 20 tháng đầu đời đều sẽ trải qua 10 tuần khủng hoảng, hay còn gọi là 10 tuần Wonder Week. Tuần Wonder Week là gì? Tuần khủng hoảng của bé cũng là tuần quay cuồng của mẹ. Khái niệm Wonder Week sinh ra nhằm giảm và tránh stress cho cả mẹ và con khi bé rơi vào tuần thay đổi tính nết do quy trình phát triển tự nhiên. Wonder Week là thời gian mà các con tập trung phát triển các kỹ năng vận động và trí não, do đó sẽ lơ là việc ăn và ngủ. Trong tuần Wonder Week này, các mẹ sẽ phải đương đầu với 3C: khóc lóc, đeo bám và cáu kỉnh. Sự thay đổi và phát triển về nhận thức, trí tuệ, khả năng hoạt động của bé sẽ có tác động trực tiếp đến bé, khiến bé cảm giác khó chịu vì chưa thích nghi kịp với những cảm nhận mới, khả năng mới của mình. Không phải bỗng dưng bé lại biết lẫy, biết bò hay là biết đi đâu mẹ nhé. Tất cả đều là một quá trình của học hỏi và rèn luyện. Bé tự nghĩ, tự cảm nhận, chú ý hiểu và nhận biết mọi thứ xung quanh mình và thay đổi từ bên trong, không thể hiện ra bên ngoài. Vì thế, mẹ cứ tưởng đột nhiên trở lại như vậy, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Biểu hiện của bé trong tuần Wonder Week là gì? Sẽ có một số biểu hiện điển hình của bé trong tuần Wonder Week mà bạn có thể dễ dàng nhận biết qua những trạng thái như khóc lóc nhiều hơn hay cáu giận và ỉ ôi, tâm trạng thất thường, đang vui tự nhiên cáu hoặc ngược lại, muốn mẹ, bố dành nhiều thời gian chơi cùng bé, bám bố mẹ không rời, cư xử ngọt ngào với bố mẹ, ví dụ như là ôm ấp mẹ hoặc là cười nịnh với bố. Nghịch hơn, có những cơn giận bất thường, ví dụ đang chơi xếp hình rất ngoan, bỗng nhiên ném hết đồ chơi đi và gào thét. Ghen khi thấy bố mẹ quan tâm đến người khác, đặc biệt là những em bé khác ngoài mình. Nhút nhát hơn với người lạ mà trước đây thì không hề như vậy. Khó ngủ, ngủ ít, giấc ngủ không sâu như bình thường, đang ngủ bật dậy quấy khóc, ngủ muộn hơn, dậy sớm hơn, dường như xuất hiện những giấc mơ hoặc là mơ thường xuyên hơn trước đây. Biếng ăn trong Wonder Week của trẻ, trở nên tâm trạng đôi khi ngồi một chỗ nghi ngợi vẩn vơ, mút tay nhiều, ôm ấp vật gì đó hoặc là tìm kiếm vật để ôm khi đi ngủ nhưng lúc không có bố mẹ ở bên cạnh. Những thói quen thuở bé không còn nữa, tự nhiên quay lại, ví dụ như là bò trở lại nếu đã biết đi hoặc là đòi mẹ cầm bình sữa cho bú dù đã tự cầm được rồi. Với những bé bố mẹ thì các bé có khi còn đòi ti liên tục nhưng thực ra không phải vì đói, dù chỉ ti một tí rồi thôi, và đặc biệt là lúc nóng giận thì phải ti mới hết. Wonder Week là những tuần nào? Đầu tiên cần nhấn mạnh rằng thời gian bước vào Wonder Week thường phụ thuộc vào từng bé. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sơ sinh như là di truyền, môi trường, giới tính, sinh non hay là anh chị em sẽ tác động đến thời gian diễn ra Wonder Week. Nhưng thời gian trung bình được dự đoán Wonder Week sẽ diễn ra thường là 5 tuần, 8 tuần, 12 tuần, 17 tuần, 26 tuần, 36 tuần, 44 tuần và 53 tuần. Bên cạnh Wonder Week, thuật ngữ Sunny Week hay còn gọi là nắng tuần là thuật ngữ dùng để chỉ những tuần sau khi một em bé tiến bộ qua Wonder Week và bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của mình. Nếu quan sát chú ý con, bố mẹ sẽ thấy bé có vẻ thấy hạnh phúc hơn nhiều, chăm chỉ để học các kỹ năng mới và muốn thể hiện cho thế giới thấy mình thông minh như thế nào. Trong những tuần nắng này, các bé thường sẽ ngủ và bú tốt hơn, ít bám víu, quấy khóc hơn. Cũng giống như Wonder Week, Sunny Week diễn ra tùy thuộc vào từng cá nhân, nhưng thống kê trung bình sẽ vào khoảng 6 tuần, 10 tuần, 13 tuần, 21 tuần, 31 tuần, 39 tuần, 49 tuần và 58 tuần. Wonder Week của bé sơ sinh ở 5 tuần tuổi, trẻ bắt đầu có chuyển biến về các giác quan khi sự trao đổi chất của bé phát triển.
Và đặc biệt phát triển mạnh mẽ trong tuần thứ 5, ngay sau khi đầy tháng trẻ sẽ bắt đầu khó chịu. Chính điều này là nguyên nhân các bà, các mẹ ta khi xưa nuôi con hay truyền nhau kinh nghiệm quý báu rằng kiểu gì ngoài tháng là em bé sẽ bắt đầu quấy hơn bình thường. Tuy nhiên, sau khi vượt qua giai đoạn tuần khủng hoảng thứ nhất này, bé sẽ bắt đầu nhìn vào mọi vật chăm chú hơn, có cảm giác muốn chạm vào mọi vật, bắt đầu biết cười và nhạy cảm hơn với mùi hương. Tiếp theo là Wonder Week khi bé 8 tuần tuổi. Sau giai đoạn chán ăn hay quấy khóc thứ hai này, em bé của mẹ sẽ có thể giữ đầu ổn định hơn, quay đầu về phía âm thanh, bắt đầu có dấu hiệu quan tâm đến đồ chơi, khám phá và quan sát các bộ phận của cơ thể mình, bắt đầu biết làm những âm thanh gầm gừ nhỏ, thật là đáng yêu. Wonder Week của bé khi 12 tuần tuổi, đây chính là mốc thời gian đánh dấu sự chuyển biến lớn đầu tiên của trẻ. Con có thể bắt đầu biết lấy, lật sấp, lật ngửa, ngóc đầu, cười nhiều hơn và thích nghe những âm thanh với tần số khác nhau. Đương nhiên trước đó, mẹ cũng sẽ khá vất vả với những ngày con bỏ ăn hoặc thức đêm không ngủ. Nhưng chứng kiến con biết lấy chắc chắn là một kỷ niệm mà mẹ nào cũng muốn lưu giữ, thậm chí là quên luôn mọi mệt mỏi đã trải qua suốt tầm khủng hoảng của trẻ. Tuần Wonder Week ở tuần tuổi thứ 19, mẹ sẽ bắt đầu thấy bé biết cho tay vào miệng mút hoặc cầm nắm để bỏ tất cả mọi vật trong tầm với nhét vào miệng, biết nhìn theo mẹ hoặc bố, đẩy núm ti ra khi đã no. Wonder Week khi trẻ 26 tuần tuổi, sau khi hết giai đoạn khó chịu này, trẻ sẽ bắt đầu biết cầm nắm, biết ngồi dậy, nhộm người, kỹ năng xác định khoảng cách phát triển, bắt đầu biết hét và cười rất to. Wonder Week ở tuần tuổi thứ 37 có nghĩa là bé 9 tháng 1 tuần. Tuần này là chìa khóa cho trẻ sơ sinh có thể nhận ra rằng những điều khác nhau có thể được nhóm lại hoặc phân loại lại với nhau. Sau khi hết quấy khóc bỏ ăn, trẻ sẽ có dấu hiệu có thể hiểu một số từ, biết bắt chước người khác, thể hiện tâm trạng của mình, muốn chơi trò chơi và đung đưa theo những bản nhạc quảng cáo và sẽ bắt đầu tập bò. Wonder Week của trẻ ở tuần thứ 46. Trẻ bây giờ bắt đầu hiểu trình tự, con sẽ bắt đầu nói những từ đơn, biết trả lời câu hỏi ngắn, biết chỉ vào đồ vật mình muốn, thích chơi xếp chồng đồ vật. Wonder Week khi bé đạt mốc 55 tuần tuổi, kỹ năng mới của trẻ sau giai đoạn cáu gắt thứ 8 bao gồm khả năng đi vịn hoặc có thể đi vững, thích cầm đồ vật đưa ra xa, thích vẽ, tự mặc hoặc là cởi quần áo. Wonder Week thứ 9, tuần tuổi thứ 64, trẻ sơ sinh ngày nào của mẹ bây giờ đã lớn, bé bắt đầu biết pha trò, biết nũng nịu, biết nịnh mẹ, biết bắt chước biểu cảm và hành động của người lớn. Tuần Wonder Week cuối khi trẻ đạt 75 tuần tuổi, khi gần 20 tháng tuổi, trẻ sẽ có thể hoàn toàn đi vững và chạy nhảy, biết sâu chuỗi các sự kiện thành hệ thống có thể thay đổi hành vi cho phù hợp với hoàn cảnh. Trẻ cũng sẽ bắt đầu phát triển sự đồng cảm và ích kỷ, cùng với việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn. Vậy sau khi đã biết về những tuần khủng hoảng, làm thế nào để chúng ta có thể cùng con vượt qua tuần khủng hoảng Wonder Week? Thứ nhất, chúng ta nên cho con ngủ giấc đêm sớm hơn bình thường 30 đến 45 phút, cắt đi một giấc ngày, áp dụng với tuần 12, 26 hoặc 37, 55 hoặc 64. Trước khi cắt giấc ngày cho con, mẹ hãy kiểm tra các dấu hiệu cắt giấc. Không nên ép con ăn, đừng biến biến ăn sinh lý thành biến ăn tâm lý. Mẹ chỉ cần đợi đến lúc con đói và đòi thì mẹ hãy cho con ăn. Quan tâm con nhiều hơn, cùng chơi các trò chơi để tập luyện các kỹ năng con đang học. Khi con quấy khóc, giúp con quên đi sự khó chịu bằng cách cho con thực hiện hoạt động mà con thích nhất. Massage cho con đi ra ngoài chơi, nghịch nước. Mẹ đã biết tuần Wonder Week là những tuần nào, hay nhớ rằng Wonder Week tuần khủng hoảng không phải là bé bị bệnh, chỉ là quãng thời gian khó khăn của bé. Vì thế hãy giúp bé phát triển kỹ năng và duy trì nếp sinh hoạt của bé. Mẹ hãy quan sát và lắng nghe, cũng như để ý đến con mình và cứ thuận theo tự nhiên, thì tuần khủng hoảng của bé sẽ là tuần quý giá của mẹ khi chứng kiến con mình thay đổi qua mỗi giai đoạn của nó. Hy vọng là video vừa rồi đã cung cấp được những thông tin hữu ích cho mọi người. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hãy ấn vào nút quả chuông ở bên dưới để nhận được thông tin mới nhất, sớm nhất mỗi khi mà mình phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.